thích ăn cháo không? Hả? Thích không? Hả? Nào tiếp dịch cho chút xíu để tiếp dịch cho bác học đi. Dụ bác ăn ra để cho bác học mối đây coi. Chính là ký dày đặc hết nó mới đẹp á, nó mới dễ thương á. Ký dày đặc hết nó mới dễ thương á. Còn có liên bình thánh nè nè vậy ông nấu không nấu cháo gia đình em bắt đầu kéo vô ký hết là sao là sao bạn bị trống bạn trống kỳ ký hết ký xong rồi vậy bây giờ em mua chai chai cồn 45 độ em chùi là muốn chùi muốn chùi ba anh em mạnh ai lấy ký sợ bạn trống dạ leo chú đó hả em sử dụng ít quá à thì là cái cao lắm vậy được hả anh ờ được rồi anh chết rồi. Nhưng mà cũng đã ký xong rồi. Cũng đã ký xong rồi. À là xong qua luôn đó. Dạ, cảm ơn anh. Anh chung ký rồi phải không? Phải.